Ở tập trước rất viên mãn với sự chạm mặt nhau giữa hai lông, thế nhưng ở phía sau hai người hạnh phúc lại luôn có hai người đau khổ. Có phải cô vừa thấy những gì tôi vừa thấy không? Anh cũng thấy sao? Tại sao anh lại lừa dối tôi Long à? Chẳng lẽ những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta ở tập 1 anh không hề nhớ gì sao? Là anh vô tâm hay là do tôi quá ngốc? Tại sao em nói em đi du lịch chữa lành mà em lại ở bên anh ta? Tại sao em lại lừa dối tôi? Tôi có làm gì sai em hãy nói đi. Một là anh trả cho cô ấy sự tự do, hai là anh yêu cô ấy cho thật lòng. Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khố cô ấy chi vì yêu anh. Hai người thôi đi, biết làm gì khi có hai người yêu mình. Nè sao đành em không muốn ai đâu. Thôi em sẽ là người ra đi, hai anh ở lại với nhau đi. Sau khi Long siêu mỏng cánh bay đi, Long khủng cũng dứt áo mà đi tìm một nửa của mình, để lại hai bóng đứng lẻ loi chợt cách điệu giữa hai tình yêu bị phản bội. Một người tên Tử, một người tên Ben. Rồi cuối cùng họ cũng nhận ra hà yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu. Và họ đã tìm thấy nhau, lần này nhịp đập từ trái tim nồng ấm, một nhịp đập từ tiếng xe nổ đời ba. Cả hai không hẹn mà gặp đều rất ấm. Cảm nhận thấy nếu khi ngã cần có người nâng, Tử lên tiếng trước, bên kia trả lời sau. You do? Yes, I do. Và cuối cùng là thằng Ben lại trở thành người gánh vác cho cả đời của Tử, trở thành chiếc xe lăn bước đắc dĩ cho tổ hợp của hai người Yenkaio Vigo Gaion, nhóm nhạc song ca tư bản.